Xin chào anh em Mẫu xe MGZS là mẫu xe gầm cao tầm trung Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan Mẫu xe này có giá bán thấp nhất trong phân khúc Hiện tại vẫn còn xe VIN 22 và VIN 23 mới để phục vụ anh em Trong video ngày hôm nay Em sẽ cập nhật cho anh em những chính sách bán hàng của từng phiên bản MGZS Để anh em tham khảo, cân đối và lựa chọn phiên bản cho phù hợp Mời anh em cùng xem chi tiết video MGZS sẽ có 3 phiên bản để anh em lựa chọn cụ thể như sau bản thấp đó là MGZS bản tiêu chuẩn bản thứ hai đó là bản MGZS com bản thứ ba đó là MGZS bản Lux MG có rất là nhiều showroom và hiện tại bên em có hai showroom chính hãng ở Hà Nội và trong thành phố Hồ Chí Minh anh em có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại em để góc phía dưới bên trái màn hình chính sách bán hàng của MG không phân vùng thị trường anh em thoải mái lựa chọn showroom để mua xe và hình thức mua bán thì anh em sẽ có hai hình thức đó là mua trả thẳng và mua trả góp Đối với những anh em đang có nhu cầu mua trả góp thì tại thời điểm này anh em sẽ vay được ngân hàng tối đa lên đến, đến 85% giá trị xe. Thời gian vay tối đa cho anh em là 8 năm, tối thiểu là 3 năm. Và với cái mức lãi suất năm đầu tiên anh em sẽ được ưu đãi đọc khoảng 0,9% trên một tháng. Năm thứ hai trở đi biên độ sẽ khoảng là 1% và anh em không phải chứng minh nguồn thu nhập. Anh em chỉ cần chuẩn bị cho em căn cước công dân của hai vợ chồng hoặc được giấy xác nhận độc thân của anh em là được. Nhưng có một điều kiện, anh em không nợ xấu. Anh em nhớ cho em ạ. Và phiên bản đầu tiên em sẽ cập nhật cho anh em đó là phiên bản MGZS bản tiêu chuẩn. Giá niêm yết của phiên bản này là 538 triệu. Anh em sẽ có hai tùy chọn đó là xe sản xuất 2022 và xe sản xuất 2023. Cụ thể như sau. Anh em nào lựa chọn xe MGZS Vin 2022, anh em sẽ được giảm 50% lệ phí trước bạ, được trừ thẳng vào giá xe cho anh em và cụ thể sẽ như sau. Anh em nào ở Hà Nội và các tỉnh áp thuế 12% thì quy đổi giảm 35 triệu tiền mặt như vậy thì giá bán chỉ còn có 503 triệu anh em ở Sài Gòn và các tỉnh áp thuế 10% thì quy đổi ra tiền mặt là 30 triệu thì giá bán chỉ còn có 508 triệu tùy chọn thứ hai anh em lựa chọn xe MGZS mà tiêu chuẩn VIN 23 thì anh em không được hỗ trợ ở phía trước bạn giá bán sẽ bằng giá niêm biết là 538 triệu nhưng anh em liên hệ với bên em theo hotline phía dưới bên trái video giá xe bên em sẽ linh động cho anh em tùy từng thời điểm như vậy phiên bản MGZS tiêu chuẩn 22 với cái giá bán là 503 triệu và đang là cái sự lựa chọn phù hợp về tài chính cho anh em. Và em xin phép tính chi phí ra biển số lăn bánh tại các địa phương từ phiên bản này để anh em tham khảo và cân đối tài chính. Cụ thể, anh em nào ở Hà Nội sẽ là 589 triệu, anh em nào ở Sài Gòn là 583 triệu, anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 570 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 564 triệu. Chi phí ra biển số lăn bánh em tính cho anh em đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản theo quy định của nhà nước. Anh em có thể nhìn trên màn hình. Đây là những khoản có hóa đơn chứng từ rõ ràng cho anh em. Trong trường hợp anh em đang có nhu cầu mua trả góp, số tiền ban đầu anh em sẽ phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau. Anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 162 triệu, anh em nào ở Sài Gòn là 156 triệu, anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 142 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 136 triệu. Ngoài ra thì anh em còn phải chuẩn bị thêm cho em hai khoản chi phí phát sinh, trong đó thì có bảo hiểm thân vỏ và tùy từng thời điểm bảo hiểm thân vỏ có thể anh em cũng sẽ được tặng và chi phí thứ hai đó là dịch vụ đăng ký đăng kiểm xe chọn gói với chi phí ban đầu trả trước thấp nhất như vậy anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa tương đương với 85% giá trị xe như trong phần đầu video em cũng đã cập nhật qua cụ thể anh em sẽ vay được khoảng là 427 triệu với cái mức lãi suất ưu đãi như em đã giới thiệu từ trước gốc lãi tháng đầu tiên em tính cho anh em anh em sẽ phải thanh toán cho em ít nhất là 8,3 triệu trong đó thì gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 4,4 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 3,9 triệu dư nợ cũng sẽ giảm dần <laughs> mấy anh em cùng đến với phiên bản thứ hai phiên bản giữa đó là chiếc MG ZS bản com phiên bản này có giá niêm biết là 578 triệu và tại thời điểm những ngày đầu tháng 7 anh em cũng sẽ có hai sự lựa chọn đó là xe sản xuất 2022 và xe sản xuất 2023 cụ thể như sau Đối với anh em nào lựa chọn xe sản xuất 2022 thì anh em cũng đang được giảm 50% lệ phí trước bạ, quy đổi trừ thẳng vào tiền mặt. Cụ thể, anh em nào ở Hà Nội hay là các tỉnh áp thuế 12% thì giảm trực tiếp tiền mặt cho anh em là 40 triệu, giá xe chỉ còn là 538 triệu. Anh em nào ở Sài Gòn hay là các tỉnh áp thuế 10% thì giảm cho anh em là 35 triệu tương đương với 50% phí trước bạ anh em phải đóng và giá xe bán cho anh em là 543 triệu quy đổi trừ thẳng tiền mặt và giá xe cho anh em rồi nên anh em mang xe về anh em đi đăng ký thì anh em vẫn phải đóng cho nhà nước mặc định bình thường là 12% và 10% anh em nhớ cho em ạ tùy chọn thứ hai đó là MGZS bản com xe sản xuất 2023 phiên bản này anh em không được hỗ trợ lệ phí trước bạ nhưng anh em liên hệ trực tiếp với em theo số thoại em để góc phía dưới bên trái màn hình bên em sẽ hỗ trợ tiền mặt cho anh em tùy từng thời điểm và từng nguồn kho xe tại thời điểm đó anh em nhớ cho em ạ như vậy với hai tùy chọn trên thì MGZS bản com Vin22 có giá bán thấp hơn và cũng sẽ tiết kiệm cho anh em một khoản chi phí em xin phép tính chi phí ra biển số lăn bánh tại các địa phương từ xe Vin22 để anh em tham khảo cụ thể anh em nào ở Hà Nội sẽ là 629 triệu anh em nào ở Sài Gòn là 622 triệu anh em ở các tỉnh áp 1200 thuế là 609 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 603 triệu chi phí ra biển số lăn bánh em tính cho anh em cũng đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản anh em có thể xem trên màn hình đối với những anh em đang có nhu cầu mua trả góp số tiền ban đầu anh em sẽ phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 172 triệu anh em nào ở Sài Gòn là 165 triệu anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 152 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 146 triệu Ngoài ra thì anh em cũng vẫn phải chuẩn bị thêm cho em hai khoản chi phí phát sinh trong đó thì bảo hiểm thân vỏ. Năm đầu tiên trị giá là 7,5 triệu. Thứ hai đó là dịch vụ đăng ký đăng kiểm xe chọn gói. Với số tiền ban đầu trả trước thấp nhất như vậy, anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa tương ứng với 85% giá trị xe và cụ thể anh em sẽ vay được khoảng 457 triệu. Gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán cho em ít nhất là 8,8 triệu, trong đó thì gốc chia đều cho hàng tháng trong 8 năm là 4,7 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 4,1 triệu. Dư nợ cũng sẽ giảm dần và phiên bản cuối cùng, phiên bản cao cấp nhất em cập nhật cho anh em, đó là chiếc MG ZS bản nắc. Phiên bản này có giá niêm yết là 638 triệu và tại thời điểm những ngày đầu tháng 7, anh em cũng sẽ có hai sự lựa chọn, đó là Vin 22 và Vin 23. Cụ thể như sau. Anh em nào mà mua MG ZS bản nắc Vin 22, anh em được giảm 50% lệ phí trước bạ, quy đổi ra tiền mặt trừ thẳng vào giá xe cho anh em. Cụ thể, anh em nào ở Hà Nội và các tỉnh áp thuế 12% thì giảm cho anh em 45 triệu, giá bán là 593 triệu. Anh em ở các tỉnh áp thuế 10% và ở Sài Gòn thì giảm 40 triệu tương ứng với 50%. Anh em đi đóng thuế thì giá bán chỉ còn là 598 triệu. Tùy chọn thứ hai đó là MGZS bản max Vin 23 không được hỗ trợ lệ phí trước bạ, giá bán bằng giá niêm yết là 638 triệu. Nhưng anh em cứ liên hệ trực tiếp với đại lý bên em theo số điện thoại em để góc phía dưới bên trái màn hình. Bên em sẽ vẫn hỗ trợ tiền mặt cho anh em và tùy từng thời điểm. Như vậy sự lựa chọn tối ưu cho phiên bản MGZS Max vẫn là xe 22 anh em sẽ tiết kiệm được khoảng 40 đến 45 triệu so với xe 23 và em xin phép tính chi phí ra biển số lăn bánh tại các địa phương căn cứ từ giá bán của MG ZS bản 22 từ giá bán 593 triệu em tính cho anh em cụ thể như sau anh em nào ở hà nội sẽ là 691 triệu anh em nào ở sài gòn là 683 triệu anh em ở các tỉnh áp 12% thuế là 672 triệu và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 664 triệu chi phí trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản anh em có thể xem lại trên màn hình Đối với những anh em đang có nhu cầu mua trả góp, số tiền ban đầu anh em sẽ phải chuẩn bị ít nhất cho em như sau. Anh em nào ở Hà Nội thì cần chuẩn bị 187 triệu. Anh em nào ở Sài Gòn là 179 triệu. Anh em nào ở các tỉnh áp 12% thuế là 168 triệu. Và anh em ở các tỉnh áp 10% thuế là 160 triệu. Đồng thời anh em cũng vẫn sẽ phải chuẩn bị thêm cho em hai khoản chi phí phát sinh. Trong đó thì bảo hiểm thân vỏ năm đầu tiên chỉ giá là 8,3 triệu. Thứ hai đó là dịch vụ đăng ký đăng kiểm xe chọn gói. Với số tiền ban đầu trả trước thấp nhất như vậy, anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa là 504 triệu. Gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán cho em ít nhất là 9,7 triệu, trong đó thì gốc chia đều là 5,2 triệu trong 8 năm. Lãi suất tháng đầu tiên là 4,5 triệu, dư nợ cũng sẽ giảm dần. Như vậy trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chính sách bán hàng của các phiên bản MGZS tại thời điểm những ngày đầu tháng 7. Nếu trong tháng 7 giá xe có thay đổi, em sẽ cập nhật lại cho anh em hy vọng những thông tin em chia sẻ trong video sẽ giúp ích cho anh em trong việc lựa chọn nghiên cứu xe cho phù hợp cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo xin chào anh em